Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới an vui, hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chắc có lẽ Phương Văn đưa cái thông tin này hàng triệu khán giả đang hướng về câu chuyện của anh ca sĩ Randy điều mừng, và thậm chí các cô các bác chia sẻ rằng là nếu được xét nghiệm với mẹ Út ở Trà Vinh thì những người đang cầu mong cho anh Randy có một cái kết quả trùng khớp. Và bây giờ thì chắc có lẽ tất cả mọi người cũng đã thỏa mãn sự mong đợi. Thì hôm nay chính thức là anh ca sĩ Randy đến nhà mẹ Út đã lấy mẫu xét nghiệm. Lời nói đầu tiên, kênh Phương Văn xin chân thành cảm ơn anh chị là ca sĩ Randy cũng như là bé Bích đã làm cầu nối giúp đỡ cho mẹ Út. Kính thưa quý vị khán giả, trong thời gian qua thì cũng có một số anh em lấy mẫu xét nghiệm mà đã hơn 3 tuần chờ đợi thì không có cái thông tin liên lạc với anh ca sĩ Randy để làm xét nghiệm, và cuối cùng thì cũng trôi qua. Đến một ngày đẹp trời thì bé Bích lại gọi điện thoại trực tiếp liên lạc được với anh ca sĩ Randy. Đây là một cái điều hết sức may mắn cho mẹ Út mong chờ tìm lại đứa con thất lạc người da màu của mình. Và tất cả khán giả, hàng triệu khán giả đang hướng về câu chuyện của anh ca sĩ Randy, thật lòng mà nói là tất cả khán giả, hàng triệu người trên thế giới này đang hướng về câu chuyện của anh Randy, mong là anh tìm được người thân của mình, đó là người mẹ hoặc là nguồn cội của mình. Thì đâu đó chúng ta thấy là những người lớn tuổi, bây giờ 70, 80, thậm chí trên 80 tuổi thì còn sót lại không bao nhiêu là những người đã sinh ra một em bé da màu mà mấy mươi năm qua đã thất lạc, bây giờ họ đang tìm kiếm, và còn lại thì một số mẹ thôi. Tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả đã mong chờ là được tội nguyện chính anh ca sĩ Randy đã đến tận nơi nhà của mẹ Út, đã lấy mẫu móng tay cũng như là mẫu tóc xét nghiệm. Thì trong thời gian qua làm cho tất cả khán giả chờ đợi cái kết quả của những người anh em YouTube trước để lấy mẫu xét nghiệm, nhưng mà cuối cùng thì không hiểu lý do vì sao và không có mang đi xét nghiệm, cũng như là không có trao đổi trực tiếp với anh ca sĩ Randy để được cái sự đồng ý của anh mang đi xét nghiệm. Và cái điều đó thật sự là khán giả cũng rất là buồn. Khi mà lấy mẫu xét nghiệm rồi thì xét nghiệm phải là dù trùng khớp hay không trùng khớp cũng liên lạc trực tiếp với anh Randy để xin phép và đồng thời lấy cái mẫu đó xét nghiệm. Nhưng mà thôi, câu chuyện đã đi qua rồi. Tới ngày hôm nay thì mơ ước của mẹ Út ở Trà Vinh đã thành hiện thực. Chính anh ca sĩ Randy là người trực tiếp đến để cho bé Bích cắt móng tay đem về thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Thì dù sao đi nữa, thời gian chờ đợi cũng như là cái điềm nằm chiêm bao của mẹ Út đã thấy một người xuất hiện đến nhà mẹ Út, mà cái người đó đen thui à. Đó là theo lời kể của mẹ Út. Thì không bao lâu anh Randy đã xuất hiện tại nhà mẹ Út. Phải nói là cái niềm vui, dù cho biết đó là mẹ hay là không thì không biết, nhưng mà khi cái bước khởi đầu rất là tốt đẹp khi anh Randy đã xuất hiện ở nhà mẹ Út, đây là một cái điều mà ước mơ của mẹ Út từ trước tới nay, để mong tìm lại đứa con thất lạc của mình. Nếu như trùng khớp thì niềm vui vỡ òa cho tất cả quý vị khán giả cũng như là người trong cuộc, đó là anh Randy và một số mẹ đang tìm kiếm con lai. Còn nếu như không trùng khớp thì cái niềm mơ ước của mẹ Út cũng đã hình tượng được đứa con lai của mình thất lạc, hao hao giống anh ca sĩ Randy. Kính thưa quý vị khán giả, rất nhiều cô chú bác ở khắp nơi thắc mắc vì sao không có cái kết quả xét nghiệm nha mẹ Út ở Trà Vinh đó. Thì tới ngày hôm nay quý vị khán giả cũng đã hiểu được cái thông tin là lần trước là không có xét nghiệm, lần này thì phải nói là niềm vui vỡ òa luôn. Biết không biết là có trùng khớp hay không, nhưng mà cái niềm vui đó là vợ chồng anh ca sĩ Randy đã
nhận cái mẫu xét nghiệm của mẹ Út ở Trà Vinh để đi xét nghiệm xem có phải là mẹ con hay không. Thực sự dù có trùng khớp hay không trùng khớp, nhưng mà tất cả khán giả cũng như là bà con cô bác đang theo dõi câu chuyện của mẹ Út đang tìm đứa con da màu của mình thất lạc. Đó là một cái sự mà hân hoan và vui mừng, phải nói là không thể nào diễn tả được. Và cũng đó là một cái tội nguyện cho mẹ Út. Và cái tuổi gần đất xa trời, mẹ chia sẻ rằng mong tìm lại con thôi. Còn cái việc mà tiền bạc về giàu có hay là cái đó là mẹ đã 80 rồi, mẹ cũng không còn bao lâu nữa. Cho nên cái đó là đối với mẹ là không có thành vấn đề. Và đừng có ai bao giờ nghĩ tìm lại mẹ ruột hoặc là nhận cái người nổi tiếng thì rất là tội cho các bà mẹ. Vì bao năm qua khi mà đã bỏ rơi con mình, đó là cái niềm ân hận cũng như là cái nỗi niềm rai rứt trong lòng suốt cả cuộc đời. Và mong tìm lại con mình, dù cho con mình là ai, giàu hay nghèo hay ra làm sao, thì cái điều đó là đối với các bà mẹ là không có quan trọng nữa. Mà cái điều quan trọng nhất đó là hy vọng gặp lại đứa con của mình đẻ ra thôi. Kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay chính thức anh ca sĩ Randy đã và đang có 3 cái mẫu xét nghiệm. Cái mẫu thứ nhất là một người mẹ Phan Thị Ba ở Huế, là anh ca sĩ Randy cũng nhận cái mẫu xét nghiệm, gặp nhau ở tại Bình Dương để lấy cái mẫu xét nghiệm. Và cái mẫu thứ hai thì có một người chị gái mẹ đã mất rồi, ở tại Đà Nẵng, lấy mẫu xét nghiệm ở tại Đà Nẵng xét nghiệm với anh ca sĩ Randy, đó là xét nghiệm chị em. Và cái mẫu hôm nay, mẫu cuối cùng, đó là cái mẫu của mẹ Thạch Thị Út, người Khmer ở Trà Vinh, đó là mẹ Út. Và trong cuộc trò chuyện thì cũng có bà Tư, cái người mà nhân chứng đưa mẹ Út đi sinh em bé da màu mà sinh lọt ở nhà thờ. Và mẹ Tư cũng chia sẻ trong những cái video trước, đó là mẹ Tư đã từng chứng kiến cái cuộc tình của mẹ Út với một người lính Mỹ da màu. Khi mà mẹ Út trong cái thời đó thì mẹ Út lên giặt đồ cho những người Mỹ, và đồng thời quen biết cái anh chàng lính Mỹ da màu đó là tên James. Và bà Tư đã chứng kiến cuộc tình đó khi mà khi ông James đã rút về nước, còn lại mẹ Út thì một mình bụng da mang dạ chữa. Cho nên là khi bà Tư là nhân chứng, là cái người mà đưa mẹ Út đi sinh và chưa tới bệnh viện thì sinh lọt ở cái góc nhà thờ. Đó là bà Tư đã chia sẻ và chứng kiến cuộc tình của mẹ Út với một chàng lính Mỹ tên James trong cái thời chiến tranh. Và tới ngày hôm nay thì cái sự mà tìm kiếm lại người con thất lạc của mình, thì cái tuổi của mẹ Thạch Thị Út đã là 80 tuổi. Trôi qua mấy mươi năm, nhưng mà trong lòng của mẹ Út luôn lúc nào cũng mong mỏi, mong tìm lại đứa con thất lạc của mình. Và mình từng bỏ rơi thì cái nỗi niềm mà cái người mẹ đau đáu đâu đó tìm con, mong chờ. Cho đến ngày hôm nay thì mẹ Út đã tội nguyện là gặp được anh ca sĩ Randy để lấy mẫu xét nghiệm. Và tất cả mọi việc sẽ được thông báo sau một tuần khi mà có cái kết quả xét nghiệm, dù có trùng khớp hay không trùng khớp. Như vậy thì bây giờ khán giả đang theo dõi anh ca sĩ Randy là có 3 mẫu xét nghiệm. Lần lượt từng người một thì anh ca sĩ Randy chắc có lẽ cũng thông báo cho tới cộng đồng cũng như là trên YouTube của mình. Phải nói qua đây, Phương Văn cũng chân thành cảm ơn tất cả khán giả cũng như là từng theo dõi câu chuyện của anh ca sĩ Randy, mà một số anh em chia sẻ những thông tin cũng như là Phương Văn chia sẻ thêm cái thông tin cho tất cả quý vị khán giả biết. Tại vì một mình anh Randy không thể phủ nổi hết trên cả thế giới này, cho nên là khi mà câu chuyện nào đó thì cũng có rất là nhiều người chia sẻ, đặc biệt là câu chuyện của anh ca sĩ Randy. Ngoài ra những thông tin khác thì cũng có rất nhiều anh em làm YouTube chia sẻ thông tin, chứ không phải một hoặc hai kênh. Như vậy thì chúng ta thấy là có nhiều cái kênh thông tin để chúng ta chọn lựa mà xem. Nếu như quý vị khán giả yêu mến những cái kênh nào hoặc là những cái thông tin nào thì sự chọn lựa là cái quyền quyết định của tất cả quý vị khán giả. Còn nhiều kênh chia sẻ thì chúng ta thấy cũng như là nhiều đài truyền hình mà chia sẻ một cái thông tin như vậy, thì chúng ta xem được cái kênh nào hoặc là cái đài nào thì chúng ta nắm được thông tin hầu như tương tự như nhau.
Và tới ngày hôm nay thì Phương Văn xin phép anh ca sĩ Randy cũng như là chân thành cảm ơn anh ca sĩ Randy rất là nhiều khi chia sẻ câu chuyện của mình cũng như là những thông tin cho tất cả quý vị khán giả gần xa và bà con luôn mong chờ hàng triệu trái tim đang hướng về anh ca sĩ Randy. Thật lòng bà con rất là thương anh ca sĩ Randy, cũng là một cái điều may mắn cho một ca sĩ. Và khi mà anh ca sĩ Randy chia sẻ trên cộng đồng cũng như là trên YouTube thì bà con rất là thương yêu vợ chồng anh ca sĩ Randy rất là nhiều. Phải nói là nhiều người rất là khen ngợi anh ca sĩ Randy gần gũi, không có nghĩ mình là ca sĩ nổi tiếng rồi sang chảnh hay kia nọ. Cái việc đó thì đối với anh ca sĩ Randy hầu như bà con thấy cái sự gần gũi, thân thiện, thực chất cái cuộc sống đời thường, chứ không còn là một ngôi sao hạng A hoặc là hào quang trên sân khấu, mà là một anh ca sĩ Randy thật đời thường, giản dị, chân tình, thương yêu, gần gũi với bà con. Đó là điều mà tất cả bà con đều trân quý và yêu mến anh Randy vì lẽ đó. Kính thưa quý vị khán giả, lần này thì bà con đã theo dõi câu chuyện của mẹ Úc ở Trà Vinh, chắc có lẽ là rất là tội nguyện. Ngày hôm nay thì chính thức, chính tay anh ca sĩ Randy đã nhận cái mẫu xét nghiệm đến tại nhà mẹ Úc để cắt mẫu móng tay cũng như là lấy mẫu tóc. Thì dù cho kết quả trùng khớp hay không trùng khớp gì thì hàng triệu người đang theo dõi cũng được tội nguyện và mong cho mẹ Úc tìm lại người con thất lạc của mình cũng như là anh ca sĩ Randy tìm lại mẹ ruột của mình. Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ kênh Phương Văn chia sẻ tin tức cũng như là ủng hộ anh ca sĩ Randy trong suốt hành trình đi tìm người thân của mình cũng như là nguồn cội của mình. Một lần nữa Phương Văn xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới an vui, hạnh phúc. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.